Nguyên Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Đọc Báo Vẹn và xin chào anh Hoàng Thuận. Xin chào Nguyên Khôi và xin kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, chúng tôi vẫn còn trong tuần lễ của mùa hè đẹp nhất. Thời tiết thì có lúc nóng, lúc lạnh, lúc mưa, lúc nắng ha. Nhưng người ta bảo là ông trời ở cũng không vừa lòng người. Nóng thì bảo nóng quá, lạnh thì bảo là lạnh quá. Nhưng mà thì chúng tôi cũng bây giờ người ta dùng chỉ về theo trend ha. Mùa hè cho nên cũng cho chúng tôi tí mùa hè cho nó mát mẻ. Thưa quý vị, trong những số báo trước thì chúng tôi cứ thường hay chê trách Kiểm Lâm. Và là Kiểm Lâm không làm được cái gì cả. Nhưng mà nói như thế thì nó cũng không có đúng lắm. Không phải lúc nào cũng đúng Phòng ạ. Có một cái bài báo và chúng tôi thấy được cái vai trò trách nhiệm Kiểm Lâm rất là nhanh nhạy. Bài báo nó như thế này: thấy gỗ lớn dưới ruộng, dân xin phép xã khai thác, bỏ 90 triệu đào lên thì công an tạm giữ. 10 cư dân tại huyện Sa Thầy, Kon Tum báo và xin phép địa phương được tận thu một cây gỗ to bị vùi dưới lòng đất. Sau nhiều ngày thông báo, người này bỏ ra gần 100 triệu để đào cây gỗ lên để làm đồ gia dụng thì bị cơ quan công an huyện lập biên bản tạm giữ cây gỗ này. Và đương nhiên cái này nó có gỗ thì nó cũng dính tới Kiểm Lâm. Thì ngày 23 tháng 5, hạt kiểm lâm huyện Sa Thầy, Kon Tum cho biết công an huyện này đang tiến hành điều tra xác minh nguồn gốc một cây gỗ lớn được một người dân phát hiện khi cải tạo đồng ruộng. Và cái người này là ông Lê Quang Nam. Ông thấy một cây gỗ bị vùi dưới lòng đất á, cây gỗ dài khoảng từ 12 thước lận, đường kính khoảng 0,7 mét và đã vỡ nát phần gốc. Ông Nam đã đến, ông này là một người công dân tốt nha, chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ, đến Ủy ban nhân dân xã Sa Sơn báo trình báo và xin phép được đào cây gỗ lên để về làm đồ gia dụng. Nhận được trình báo của công an thì Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức đến ngay hiện trường luôn để xác minh. Rồi mới lập biên bản xác định nơi phát hiện cây gỗ không phải là đất rừng và cây gỗ này không xác định được thời gian, khối lượng cũng như nguồn gốc. Trong biên bản ghi rõ ông Nam sau khi trục vớt hoàn thành thì báo về Ủy ban nhân dân xã để cử lực lượng chức năng xuống kiểm tra cụ thể, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định, nghĩa là tất cả mọi chuyện nó đúng bài bản, đúng quy trình. Và sau đó thì ông mới bỏ ra tới 90 triệu đồng rồi đào lên thì có báo với con báo với địa phương vẫn tới là tới để mà làm việc. Đó. Và khi mà cho phép thì ông đem về để mà cưa xẻ làm đồ gia dụng. Tuy nhiên sau đó công an huyện Sa Thầy đã tiến hành lập biên bản tạm giữ cây gỗ trên vì hồ sơ nguồn gốc lâm sản không đầy đủ, chưa rõ ràng. Số gỗ này đã cưa xẻ này được đưa về trụ sở công an huyện Sa Thầy để bảo quản trong thời gian xác minh nguồn gốc. Ui giờ đây làm việc rất là bài bản. Công an huyện Sa Thầy cũng ra quyết định tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính để có căn cứ ra quyết định xử phạt. Ôi giời ơi. Và dĩ nhiên ông này ông nói, ủa nếu mà cơ quan chức năng không cho phép thì làm sao tôi làm được? Mà tôi bỏ ra gần cả trăm triệu lận. Tại sao? Đấy. Mà cái khúc gỗ này người dân người ta cũng bỏ ra bao nhiêu tiền như vậy để người ta đưa lên rồi sau đó người ta sử dụng cho cái mục đích là gia dụng thôi mà, phải không ạ? Đâu có buôn bán gì đâu, phải không? Đúng rồi, nhưng mà lúc nãy là công an, thì dính tới Kiểm Lâm nè. Theo một cán bộ Kiểm Lâm huyện Sa Thầy, hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra xác minh. Theo cán bộ này, cơ quan điều tra có chức năng thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Sau khi điều tra xác minh, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý theo quy định. Thưa quý vị, chúng tôi nhắc tới Kiểm Lâm là bởi vì ngày xưa đó, những số báo trước đó, không phải ngày xưa, mới đây thôi, thì cả mấy trăm mẫu rừng phá, gỗ quý nha, cưa đổ ầm ầm, chả thấy Kiểm Lâm nào cả. Mà bây giờ người dân người ta đào lên thì có công an Kiểm Lâm tới làm việc. Thì ít nhất đó, thì Kiểm Lâm với công an cũng không đến nỗi vô tích sự. Tức là cũng làm việc đúng theo cái chức năng của mình. Tức là thấy gỗ nó đào lên, nó làm đồ gia dụng mà không thấy nó bán được nhiều tiền. Thì thế thì mình xử lý theo quy định và lập biên bản là làm rất là bài bản. Đấy. Và theo luật lệ đàng hoàng nha. Nếu tài sản, tức là số gỗ dưới 10% mức lương cơ bản thì sẽ trả lại cho người dân phát hiện. Nếu số tài sản có gì giá trị cao sẽ tiến hành lập hội đồng định giá, bán đấu giá. Sau khi bán đấu giá thành công sẽ trích một phần tặng thưởng cho người phát hiện, đồng thời hoàn trả chi phí trục vớt cho người tìm thấy. Đấy, rất là bài bản. Tức là tại vì ông này ông thấy dưới ruộng,
Còn mấy cái thằng nó vô trong rừng nó cưa đó. Xe nó chạy ầm ầm ầm. Không sao cả. Nó cưa thì không sao cả. Tại vì nó không có cái cây đang đứng nó cưa xuống. Nó không báo cho chính quyền địa phương không? Chính quyền địa phương không biết, không hề biết. Đúng rồi, tại vì ông đậm đi báo. Còn mấy cái thằng mà nó cưa trong đó nó không báo. Không gõ mà người dân ta là người ta xin lỗi quý vị, người ta giống như là trời cho và cho cũng ruộng rồi, không phải gì đâu mà sao mà làm lớn chuyện mà cái khốn nạn cũng... cái chỗ là rừng đó nó phá cả trăm mẫu, 40-50 mẫu, cả trăm mẫu thì không ai nói năng gì cả. Mà anh biết cái một cái cây khi anh cưa bằng cái cưa máy đó, nó vang cả một khu á, mà nó đổ xuống là rầm mà không ai biết cả, mà xe nó chở nữa. Thì mà lẽ, không ai biết cả. Thì nhưng mà bây giờ tôi mới vỡ ra một lẽ rằng là tại vì mấy thằng đó nó không có báo. Nó không báo với chính quyền địa phương. Cho nên mình phải vận động mai mốt mà đứa nào nó vô rừng nó cưa cây thì nó phải báo với chính quyền địa phương. Chứ không thì chính quyền địa phương không có biết. Rồi mời anh. Nhưng mà cho những ngày vừa qua thì ta đọc nhiều tin tức liên quan tới ngành y tế, các cán bộ đi thi đua nhau vào tù hết nơi này nơi khác, tỉnh này tỉnh khác. Thế bây giờ cái chuyện khác là cái chuyện giáo dục, một trong những cái vấn đề nó cũng rất là nhạy cảm. Báo này đây là báo Người Lao Động. Lãnh đạo các phòng giáo dục đào tạo bất ngờ bị đòi nợ, bêu díu trên mạng. Không hề liên quan tới các khoản nợ. Những ngày qua, nhiều giáo viên, hiệu trưởng và lãnh đạo các phòng giáo dục đào tạo ở Hà Tĩnh liên tục bị các đối tượng lạ gọi điện khủng bố, nhắn tin, thậm chí bêu díu lên mạng xã hội để đòi nợ. Ông Phan Thanh Dân, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận thời gian gần đây, ông cùng nhiều cán bộ thuộc phòng giáo dục đào tạo, hiệu trưởng cùng một số giáo viên trên địa bàn huyện liên tục bị nhiều số lạ gọi điện đòi nợ và dùng tài khoản Facebook ảo đăng lên bêu díu vu khống trên mạng xã hội. Cái này thực sự ra thì không biết là có phải nói xấu đứa hay không mà sao mà nó chỉ kỳ với anh. Mà mấy ông này là bên giáo dục hả? Bên giáo dục không, tôi nghĩ là những người này bị oan. Giáo dục đào tạo. Nhưng mà vậy đất nước không có luật pháp à, công an rồi cảnh sát rồi an ninh rồi mạng an ninh thường đâu, ở đâu hết rồi. Bình thường một cái tin gì mà hơi trái ý nhà nước một chút rồi bị bắt rồi. Là bị bắt đi tù, và năm này qua năm khác đi tù, hết tội này đến tội khác gắn ghép cho người ta, tội lật đổ chế độ nó mới ghê chứ. Mà đây là bao nhiêu người bị liên quan đến những cái chuyện này, nó rõ ràng nó công khai như thế này mà mình không có biện pháp nào hết à. Cứ để thực sự đọc chúng này thấy tới tội nghiệp cho những nạn nhân. Nhưng mà nhiều khi á, nếu mà điều tra làm rõ ra đó thì lỡ mấy ông này không có thì sao? Cái đó thì tôi không biết, tôi không có bằng chứng, tôi không biết, nhưng mà theo như tinh thần của bản tin thì là những người này là bị bêu díu trên mạng, bị oan. Mà tôi thấy nếu mà quả đúng là bị oan thật thì mình cũng hiểu là công an, cảnh sát, cảnh sát mạng, cảnh sát công an mạng, công an thường, đủ mọi thứ, ngành an ninh để đâu làm gì. Tôi nhớ là mấy thời gian trước chỉ có nói động tới mấy ông cấp huyện thôi, thì đã có công an tới nhà rồi, phải xin lỗi rồi phải đưa. Thì cái này thì đâu có khó gì đâu, thì bây giờ nếu như mình xác minh được những người này là ai thì người ta chỉ lên nói có một vài câu thì mình bảo rằng là người ta tham gia chế độ, tham gia những tổ chức phản động, lật đổ đất nước, lật đổ chế độ. Xin lỗi quý vị, lật đổ chế độ thì bắt. Thì bây giờ cái này cũng đâu khó đâu. Thì mình công an mình tài giỏi mà. Thì bây giờ những người nào mà đưa cái tên này thì mời lên. Quý vị cho biết là tại sao quý vị làm như thế. Thì nó rõ ràng thôi. Nhưng mà có lẽ nhiều khi nó... mình chẳng biết. Đối với cái chuyện của nhà nước Cộng sản Việt Nam thì nhiều khi nó cứ mơ mơ hồ hồ, nó lơ lơ lửng lửng, chả biết anh ạ. Chả biết là có không hay là không có. Tại vì đối với người Cộng sản đó, có nó không, không nó nói có. Thì làm sao mà ai mà biết được. Tội nó rành rành ra đó, nó phạm tội mà nó được chuyển công tác mà nó còn lên chức nữa. Thì bố ai mà biết được chuyện đó. Thì thôi bây giờ có cái chuyện này, thưa với quý vị, là ở cũng báo Người Lao Động online nha. Mặc dù thửa đất đang được nhà nước quản lý, nhưng bí thư chủ tịch xã ở Bình Định vẫn viết đơn xin giao và cấp sổ đỏ với lý do đã tự khai hoang. Thì hay không? Là đất. Đất của nhà nước quản lý. Nhưng mà tự động các ông lập sổ đỏ. Và tại vì đất này là do các ông tự khai hoang lại. Và phóng viên người ta bỏ trong ngoặc kép. Ngày 25 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vừa có kết luận về việc cấp sổ đỏ cho 5 hộ dân tại xã Canh Hòa, huyện Vân Canh. Theo đó, các hộ này được giao đất
cấp sổ đỏ không đúng quy định của luật đất đai. Thì trong đó có ông Đoàn Văn Mức là nguyên bí thư đảng ủy xã. Và ông này thì ông khai ra là bản thân tự khai hoang vào năm 96. Tuy nhiên kết quả điều tra cho thấy thửa đất này là đất lâm nghiệp do Ủy ban Nhân dân xã Canh Hòa quản lý, không phải do Mức khai hoang, quản lý và sử dụng. Đấy, hay chưa? Cùng thời điểm trên thì có ông Đoàn Văn Môn, nguyên là chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Canh Hòa, cũng có đơn xin giao đất cấp sổ đỏ với diện tích là 100.065 m2. Và ông Trần Điệp, rồi ông Đoàn Văn Hai, Đoàn Văn Hoài, rồi ông Trần Trung Thạch, toàn là cán bộ không. Và ai cũng nói là đất này là đất mình tự khai hoang, nhưng cuối cùng thì đất của đất của địa phương. Thì quý vị thấy bây giờ đó, bất cứ lĩnh vực nào thì mấy ông cũng là kiếm cách để mà ăn được. Thì hỏi như thế thì dân làm sao mà sống được? Trong khi đó, thưa quý vị, hôm lần trước chúng tôi đã đọc báo gửi quý vị là một người đi bộ đội mà sau khi về chỉ mơ ước có được một miếng đất để dựng một túp lều để ở, mà ngay quê hương của bác nè. Thế mà không có. Mà bây giờ đó, quý vị thấy cán bộ tới 4-5 người là lấy đất thoải mái và cấp sổ đỏ đàng hoàng, đất mình tự khai thác. Thế thì quý vị thấy đi theo cách mạng làm cái gì? Có huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng 3. Và người ta thường bảo rằng là nhớ ơn những người đã hy sinh vì đất nước, vì dân tộc trong cái cuộc kháng chiến. Quý vị tin không? Quý vị thấy rõ ràng là nó vắt chanh bỏ vỏ. Cho nên tới thời buổi bây giờ mà vẫn còn tin vô đảng và nhà nước thì quý vị chỉ nước bán lúa giống thôi. Nhiều người than phiền về cái vụ mà loa phường này. Vẫn còn Nhưng mà đôi khi có những nơi mà cần loa thì lại không chịu bắt loa. Ví dụ chỗ nào? Đây, báo Người Lao Động. Cần có hệ thống loa thông báo trên các đoàn tàu. Khi các đoàn tàu sử dụng hệ thống loa phát thanh được gắn tại mỗi khoang tàu thì dẫu có ngủ say, khách vẫn không sợ bị lỡ ga xuống. Ngày 12 tháng 5 tôi đi chuyến tàu SE7 từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh. Có một điều bất tiện là trên tàu không còn sử dụng hệ thống loa thông báo khi chuẩn bị đến ga. Thay vào đó là bảng điện tử chạy chữ được gắn ở đầu và cuối toa tàu. Không chỉ tôi mà khá nhiều hành khách cũng phàn nàn về vấn đề này. Anh ngủ cho anh thấy. Thực tế có bảng điện tử chạy chữ thì cũng tốt. Hành khách có thể quan sát để chủ động chuẩn bị đến ga mình muốn xuống. Thế nhưng vào ban đêm, khi nhiều hành khách chìm vào giấc ngủ thì không thể canh chừng thông tin chạy trên bảng điện tử. Ngoài ra không phải khách nào, nhất là những người cao tuổi, người ngồi xa cũng tinh mắt để đọc dòng chữ chạy trên tấm bảng điện tử. Tại nơi cần loa thì không có loa. Đúng. Nếu không cần loa thì có loa. Đất nước mình là như vậy. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Cái chỗ cần á thì không thấy đâu, không thấy loa đâu. Mà không biết là cái chuyện đó là cần, mới hợp lý không ạ? Mà không phải chỉ có Việt Nam mới cần đâu. Tất cả, ngay cả những cái tàu ở những quốc gia lớn, những quốc gia văn minh, người ta chạy chữ điện tử, người ta chạy bao năm rồi nhưng mà ta vẫn có loa nhắc nhở mọi người nha. Cái âm lượng nó vừa phải. Nhưng mà cái chuyện đó là bình thường. Tại sao bây giờ lại cái chỗ mà cần thì không có, cần thì không có loa. Giống như cái vụ kiểm lâm đó. Thì trong rừng nó phá đó thì cần có kiểm lâm thì không có. Mà người ta đào với ruộng lên thì có. như thế nó mới hay. Cũng hay. Như thế mới là anh nhớ là trong cái chương trình trước tôi có đề nghị cái vụ mà tàu Trung Quốc mà nó bắt nó cấm đánh cá. Tôi đề nghị là mỗi một cái tàu ra khơi như vậy đánh bắt cá như vậy đó nên để cho các cán bộ có mặt ở trên đó để thứ nhất là đi sát với lại dân dân, phải không ạ? Và bám biển như vậy là bám cán bộ mà bám thì nó chặt lắm. Mà nếu được ấy, nếu được thì những cái tàu đó lên cho những cán bộ cao cấp một chút, nó có thể ra một chút. Tôi nó thí dụ vậy, thành Trung Quốc mà nó có đánh mình, nó bắt mình mà nó biết là trên ghe này có tổng bí thư hay đồng chí chủ tịch nước hay đồng chí bí thư thành ủy, tỉnh ủy vân vân, thì chắc nó nể hơn là người dân phải, nó nể hơn. Như ngày xưa mình coi phim mà nó đánh mà nó bắt được tướng thì nó vẫn nể hơn. Ý kiến nó hay đó. Rồi thế thì chúng ta tạm ngưng phần 1 đi ha. Khi trở lại phần 2 thì nếu mà có thì giờ chúng ta sẽ bàn thêm về ý kiến đó. Keiko Fukuden là sản phẩm duy nhất của Nhật Bản, kết hợp Fukuden tinh khiết hàm lượng cao nhất, chiết xuất từ các loại rong nâu của vùng biển Okinawa với nấm Agaricus và đông trùng hạ thảo quý hiếm. Keiko Fukuden có công dụng hỗ trợ điều trị ung thư, thúc đẩy tế bào ung thư tự chết,
ngăn chặn tế bào ung thư hình thành mạch máu mới, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, tăng cường hệ miễn dịch, điều hòa huyết áp, giảm hàm lượng cholesterol trong máu, cải thiện các điều kiện bất lợi trong đường ruột và hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng gan, chống thiếu máu, ngăn ngừa quá trình lão hóa. Keiko Fukuden đã được cấp bằng sáng chế tại Nhật Bản, châu Âu và Mỹ. Keiko được đánh giá với hàm lượng cao nhất hiện nay. Mekabu 160mg, Mojuku 80mg, Agaricus Powder và Mycelium Powder 40mg, Cordyceps sinensis Powder 10mg. Mekabu và Mojuku là hai thành phần chính để tạo nên Keiko Fukuden. Hai thành phần này được người Nhật Bản biết đến với giá trị cao nhất. Keiko Fukuden đang được bán tại đài quê hương giá 250 Mỹ Kim một hộp 120 viên, uống trong 4 tháng. Xin quý vị gọi cho đài quê hương 408-645-5575 hay 408-645-5580. Quý vị, ý kiến của anh Nguyên Khối là đưa cán bộ cao cấp á, nhưng bây giờ nếu mà rải ra tàu nào cũng có thì nó cũng khó nè. Bây giờ mình sắm một chiếc tàu riêng, ví dụ như bây giờ ngư dân mình đi một loạt như vậy là mấy chục chiếc, thì đã có một cái chiếc dẫn đường là cái đó là ít nhất là cũng được, giống như là ngày xưa mình ra trận đó, thấy cầm cái lá cờ a đó là tướng, tướng. Còn quân lính thì đi sao? Thì ít nhất mình là tướng như thế, mình để là để bí thư tỉnh ủy huyện hay là chủ tịch tỉnh vân vân, thì dĩ nhiên bên Trung Cộng nó cũng nể nang tí xíu. Mà mình sử dụng loa là không tối đa, mình phát loa tối đa, trên ghe này đang có đồng chí bí thư chẳng hạn như vậy, cũng nể chứ, tại vì dù sao mình là anh em mà. Và nhân cái chuyện này chúng tôi cũng mở ngoặc chút xíu là hôm trước chúng tôi thấy trên mạng người ta nói chuyện là đi coi đá banh anh, thì khi cán bộ đi coi đá banh đó, thế tại sao vẫn có cái bảng? Đúng rồi, tức là có cái bảng. Tôi có thấy, đây chủ tịch ủy ban nhân dân huyện hay là chủ có cái bảng trước mặt, thì những người thắc mắc ủa tại sao đi coi đá banh mà phải có cái bảng, bởi vì người ta xem những cái trận tranh tài quốc tế đó, hay là tennis hay là đá banh vân vân, thì những vị nguyên thủ quốc gia có đi dự, đúng rồi, nhưng người ta chỉ chiếu ra thôi chứ không có cái bảng. Thế thì không biết có cái tay nào nó là có cái ý kiến nó tôi thấy nó hơi xúc phạm. Sao nó như thế này? Thì nó cũng giống như vô sở thú mà, có cái bảng để biết con nó con gì. Nhưng mà con nào cũng giống con nào hả? Không phải giống con này, tức là giống như vô sở thú. Nhiều khi biết là con này con gì á, coi. Cùng là cọp, mà cọp Siberia thì nó mới khác với cọp Indonesia, phải không ạ? Ví dụ như, ủa con nai này tại sao cái sừng nó không giống nai của mình? Nai này nai Bắc Mỹ. Ủa con chó sói này tại sao nó khác mình như mình xem? Con chó sói này nó gọi là Coyote, là chó sói Bắc Mỹ. Còn con kia là con Wolf, nó khác như thế. Tức là người dân bình thường đi coi bóng đá thì không cần bảng. Không cần bảng. Nhưng các đồng chí thì phải có bảng, tại vì nếu không thì có thể lộn con này sang con kia, nó khỏi ý anh nói. Nhưng mà ý tưởng không phải ý tưởng của người trên mạng, chứ mà tôi. Tôi cũng tình cờ tôi thấy thôi, thì ý tưởng là ôi, quý vị tại sao cái thắc mắc cái chuyện đó không giống vô sự thú. Để bạn không biết con gì chứ. Rồi. À đây, cái chuyện mà cán bộ địa phương biết và không biết á. Anh biết là mấy cái tàu mà nó hút cát á, anh kêu là cát tặc á. Trời là nó ầm ầm á ha. Đây. Xã nói không có cát tặc. Công an huyện kiểm tra bắt ngay một xà lan hút cát gần cầu Mỹ Thuận. Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt quả tang một xà lan đang khai thác cát trái phép trên sông Tiền đoạn gần chân cầu Mỹ Thuận. Và ta nói khi làm như vậy đó, nó có thể ảnh hưởng tới cái độ an toàn của chiếc cầu. Nhưng mà huyện bắt như thế, mà xã thì nó là trước đó báo Tuổi Trẻ cùng một số báo khác đăng tải thông tin việc cát tặc khai thác ầm ầm, người ta dùng chữ ầm ầm nha, trên sông Tiền đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long, nguy cơ ảnh hưởng đến sự an toàn của cầu Mỹ Thuận. Tuy nhiên, chính quyền địa phương xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè phủ nhận, cho rằng không có việc cát tặc khai thác trái phép trên sông Tiền đoạn gần cầu Mỹ Thuận. Thì chuyện em dễ hiểu thôi, bởi vì sông này là sông Tiền. Nó khai thác cát như thế này thì nó cũng có liên quan đến tiền. Để thì mất mới gì phải thấy kệ nó chứ.
nhiều người nhiều chuyện quá, nhiều chuyện quá, ngay đó, nhưng mà xã nó không, nhưng mà huyện lại bắt, thì đó là việc của huyện, xã không thấy là không thấy. Đây là cái bài báo không nói không có được tốt về người Việt, người dân Việt. Nhưng mà vấn đề tác giả là ở đâu? Chúng tôi chỉ xin đọc thôi, không có rồi. Nếu mà chúng tôi đọc mà chúng tôi, nếu chúng tôi không đọc xuất xứ của bài báo này thì nhiều khi quý vị lại nghĩ rằng là chúng tôi là người nói xấu nữa, nói xấu đất nước, nói xấu dân tộc. Báo nào? Báo Người Lao Động nha. Người Việt là ở đâu? Ở Việt Nam hay là... Bạn đọc nha. Rồi. Người Việt có hung dữ không? Người Việt vốn hiền hòa, thân thiện và tử tế. Vốn hiền hòa tức là trước đây. Đúng rồi. Hiền hòa, thân thiện và tử tế. Chúng tôi đã quý như vậy. Từ bao giờ chúng ta lại day dứt đi tìm đáp án cho câu hỏi người Việt có hung dữ không? Phải chăng pháp luật và giáo dục hai chân kiềng neo giữ nét đẹp truyền thống và văn hóa ứng xử bị lơi lỏng ở đâu đó chăng? Ui giời, văn chương quá. Thì nói đại đi, ngày xưa thì là hiền hòa thân thiện, bây giờ là dữ. Thì cứ nói thẳng như vậy thì cho nó dễ hiểu đi, phải không ạ? Một cú va chạm xe không quá nghiêm trọng trên đường, hai thanh niên dưới 30 tuổi lập tức lao vào nhau, chửi bới, quát nạt, đổ lỗi và suýt chút nữa là dùng nắm đấm để giải quyết. Những người xung quanh góp vài lời khuyên răn hòa giải, phải một lúc cả hai mới chịu quay về, đỡ xe lên, rời đi. Chúng tôi nghĩ rằng cái chuyện này nó xảy ra không phải chỉ ở Việt Nam. Cái nơi khác nó cũng hay xảy ra, bực tức rồi chạy xe rồi gây gối nhau bình thường thôi. Nhưng mà cái chuyện này chắc là nó xảy ra nhiều quá đến cái độ người ta phải ngạc nhiên. Phải lên tiếng. Nhưng mà thật sự cái thí dụ mà đưa ra này đó, nó không phản ánh được cái tình trạng thực tế. Cái này chúng tôi không nói thêm là vì quý vị, chúng tôi đã rất nhiều lần, và chính quý vị cũng đã đọc rất nhiều những bài báo khác nhau, coi những video clip khác nhau. Các thiếu nữ Việt Nam, đây, các nữ sinh Việt Nam vốn hiền hòa, đấy, dễ thương. Ngày xưa bảo ạ, cái hình ảnh rất là đẹp. Cái hình ảnh của các em đi học, các nữ sinh, những bức hình chụp trước năm 75 là mặc áo dài, đẹp, dịu dàng. Mà sao bây giờ một chút xíu là quay ra là đánh nhau, xé quần áo, lột ra rồi còn đây quay nhau phim, quay phim. Đưa lên. Đây chỉ là một trong vô vàn vụ việc mà người ta chọn cách hành xử nghiêng lệch về phía đối đầu, nặng tính bạo lực mỗi khi xảy ra xích mích mâu thuẫn, mà là phải chỉ có những mối quan hệ xã hội phức tạp, ngay trong chính gia đình với quan hệ huyết thống thiêng liêng, cái ác cũng tràn vào với bao vụ bạo hành tàn nhẫn. Người Việt vốn hiền hòa, thân thiện và tử tế. Từ bao giờ chúng ta lại ra dứt đi tìm đáp án cho câu hỏi người Việt có hung dữ không? Như thưa với anh là những cái vấn đề xấu của xã hội đó, sau năm 75 á, thì là mình có cái chỗ để mà mình nói, là tàn dư của Mỹ Ngụy. Tại vì không thể một sớm một chiều mà chúng ta có thể giải quyết được cái tàn dư của Mỹ Ngụy được. Anh vừa vừa thấy xấu. Cái tàn dư bây giờ tao hỏi chứ bây giờ cái cục tha nó tàn dư từ lúc mình... Nó 47 năm rồi mà nó vẫn còn hả? cái tàn này nó sao ấy? Thì thưa quý vị, nó cũng nói thì nói như vậy thôi, chúng ta dễ hiểu. Cái văn hóa xã hội chủ nghĩa là một cái văn hóa ích kỷ, tham lam và độc ác. Tức là bây giờ đó nó có mạng internet, chúng ta thấy được. Chứ còn chúng tôi tin chắc rằng quý vị nào đã từng sống ở ngoài miền Bắc, thì quý vị biết rồi. Nguyên Khôi đang tính nói chuyện, Nguyên Khôi đang tính nói cái chuyện đó thì Hoàng Tuấn nói thì quý vị, chúng tôi cũng là người miền Bắc, bố mẹ là người di cư, chúng tôi ở trong Nam, nhưng mà những cái chuyện nó xảy ra mà rất đa số là những cái chuyện này nó khuyên nó tràn từ Bắc nó tràn xuống không. Thưa quý vị, những chuyện mà cháo chửi phở chửi cơm chửi cho các thứ đó chỉ có miền Bắc mới có, phải không ạ? Thế đấy nhờ cái văn hóa xã hội chủ nghĩa, cái văn hóa mà mày biết bố mày là ai không, mày biết bố tao là ai không, là con ông lớn nha, không sao, là mày biết bố tao không, rồi mày biết bố mày là ai không, đấy cái văn hóa đó là như thế. Đi buôn bán cho người ta mà vẫn chửi như thế mới là hay. Những cái hung dữ này ở đâu mà nó có thôi quý vị? Cái này Tây thì nó xa quá, Mỹ thì nó cũng 47 năm rồi, mà Tây nó bị mình đuổi, Mỹ nó bị mình rượt, và đảng là cái như xuyên suốt gần một thế kỷ lãnh đạo, và cái tư tưởng Hồ Chí Minh rồi là tất cả những đạo đức cách mạng đã được là đảng và nhà nước luôn luôn nhắc nhở đến. Và chúng ta có các đoàn thể như là đoàn thanh niên, đoàn thiếu niên, rồi hội phụ nữ,
rất nhiều cái tổ chức. Ủa thế mà tại sao là nó lại xảy ra chuyện này? Không thể hiểu nổi, không thể hiểu nổi. Như thế thì hay là do cái bọn phản động nhiều khi nó gài người quá anh, nó xúi dục. Đó là dân mấy tổ chức phản động hải ngoại anh, bây giờ nó ghê lắm, nó xúi người về, nó xúi cho mấy đứa nhỏ đánh nhau á, rồi nó bôi xấu chế độ mình chứ ta không có, ta hiền lắm. Rồi à, có cái bài báo như thế này nữa nha, để xem. À, đây cũng người lao động online, biết tự nhiên hôm nay tôi có duyên với người lao động online. Dư luận cho rằng phải xử lý nghiêm những người thực hiện hành vi lấy tài sản khi cưỡng chế một căn nhà ở phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Ngày 26 tháng 5, công an thành phố Thủ Đức cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ chủ nhà báo bị mất tài sản khi cưỡng chế. À, xin lỗi, chủ nhà báo, nhưng mà chứ ông này phải là nhà báo, là báo là báo cáo đó, xảy ra tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời phóng viên báo Người Lao Động thì ông Hoàng Tùng, chủ tịch thành phố Thủ Đức cho biết Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Chánh đã báo cáo toàn bộ vụ việc người trong tổ cưỡng chế lấy nhẫn đồng hồ khi thực hiện cưỡng chế công trình của vợ chồng ông MVD và bà HTBC. Thì thưa quý vị, nói tới nói lui thì chúng ta cũng thấy là cũng thông cảm cho mấy người mà người ta lấy nhẫn và đồng hồ. Cưỡng chế là một thức ăn cướp, đúng không? Đúng rồi. Thì là do lệnh đất cấp trên. Mấy ông lớn cưỡng chế là ăn cướp chứ còn gì nữa. Thì bây giờ đó, mấy người này chỉ là ăn cắp thôi. Thì tại sao không truy ra, ủa tại sao có cái vụ cưỡng chế này? Đi cưỡng chế là đi ăn cướp. Thì những người này nó, người ta lấy nhẫn lấy đồng hồ thì người ta cũng phạm tội đó. Nhưng mà nó tội nó nhẹ hơn chứ. Và thưa quý vị, chúng tôi không hiểu tại sao đất nước Việt Nam mình dưới sự lãnh đạo của đảng là rất là tài tình như thế, mà tại sao phải cưỡng chế anh ạ? Bây giờ mình kêu gọi là hòa hợp, hòa giải dân tộc, xóa bỏ hận thù. Những người ngày xưa đã từng bị ở tù với biên vượt biển, đừng nhắc tới quá khứ nữa. Thế tại sao bây giờ nhà của dân mình muốn làm cái gì đó thì tại sao mình phải cưỡng chế? Như thế mình không hòa hợp, hòa giải được với chính người dân. Thì những người lấy nhẫn, lấy hộp xoa, xin lỗi, lấy đồng hồ thì có tội đó. Nhưng mà chúng tôi phải truy ra cái thằng nào là chủ đầu tiêu. Cái thằng cưỡng chế hả? Số thằng ăn cướp nó nặng hơn thằng trộm. Chủ tịch nước nói thanh tra sở ngồi chơi sơi nước nhiều, báo VN Express. Chủ tịch nước nói, tức là ý ông muốn nói là thanh tra không chịu làm công việc của mình, không chịu đi thanh tra, cứ ngồi chơi sơi nước, cho nên nhiều vụ bây giờ cứ để cho nó xảy ra. Chứ nếu mà đi thanh tra thì mình sẽ khám phá được, phát hiện là nhiều vụ hơn, nhiều vụ sai trái hơn. Nhưng mà ngặt một nỗi là các thanh tra sở cứ ngồi chơi sơi nước. Chủ tịch nước than phiền là như vậy. Nhưng mà thưa ông, chủ tịch nước không phải đơn giản như ông nói đâu. Không phải là tại vì thanh tra ngồi không làm, vì ngồi chơi xe nước mà ông khám phá ra cái vụ sai trái đâu. Tại vì mấy ông thanh tra này cũng được trả tiền này mà ngồi chơi xe nước anh ạ. Chứ nếu mà thanh tra mà cứ đi làm tích cực các thứ thì thứ nhất là phải là lấy cái gì sống. Lấy lương, anh mấy ông thanh tra này lương có đủ sống không? Anh nghĩ vậy. Nhưng mà thanh tra nó cũng tùy anh ạ, bởi anh dân gian ở trong Việt Nam người ta đã nói rồi, chỉ có người Bắc nói thôi. Bởi vì cái cách nói người Bắc nó mới phù hợp, là thanh cha thanh mẹ thanh gì, hễ có phong bì là nói thank you. Để cho nên là tại sao mấy ông ngồi chơi xe nước, là bởi vì có những cái vụ mà không có phong bì. Mình đi thanh tra mà nó không có phong bì. Mà nhiều khi nó còn rắc rối, nó đụng chạm tới ông này bà kia, con của ông này, con của bà nọ nữa. Thì thôi, chỗ nào mình nhắm là mình thanh tra thanh mẹ thanh gì, mà nó có phong bì mà nói thank you thì mình mới đi. Đấy, đơn giản như thế. Hoặc đơn giản là như thế, nó cũng trả tiền cho mình khỏi phải đi thanh tra. Mình vừa không phải làm gì cả, mà vừa được ngồi chơi sơi nước. Không phải sơi nước đâu, sơi nhiều thứ khác nhau lắm. Đồng chí chủ tịch nước đôi khi đồng chí cũng hơi gọi là ngây thơ. Chủ tịch nước coi đá bóng nhiều, đâm lên đồng ngây thơ. Rất tiếc chúng ta không đủ thời giờ. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình lần tới.